Hello Vinh. Vinh ơi, can you turn on? Okay, right. Hello Vinh. How are you today? Vinh ơi, con có nghe cô chưa? Can you hear me? Vừa nãy nó không có tiếng nghe, em phải rút ra rồi cắm lại mấy lần nữa. Vừa nãy nó mới được. À, rồi ok, rồi bây giờ nghe thấy cô ha. Right. Hello Vinh, how are you I'm fine, thank you. today? Right, thank you. I'm fine too. Right. So, what is the weather like today, Vinh? What is the weather today? Thời hôm nay như thế nào nhỉ Vinh nhỉ? It's rainy. Okay. Right. Do you like rain? Con có thích trời mưa không? No. So what weather do you like? Sunny. Answer in full sentence. Trả lời câu đầy đủ cho cô nhé. I like sunny weather. Sunny weather. Okay, you like sunny weather. Thank you. Right. Okay, thank you, Vinh. Rồi, hôm nay thì mình sẽ bắt đầu bài mới luôn nhé, Vinh nhé. Hôm bữa thì mình đã kết thúc chuỗi bài kiểm tra rồi, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu bài mới ngày hôm nay. Rồi thì trong quá trình học thì cô hy vọng là Vinh lúc nào cũng sẽ nhìn vô màn hình, thì đừng có nghịch những cái đồ trên tay nữa nha, đừng có nghịch những cái đồ trên tay nữa, như vậy thì mình hoàn không tập trung. Ha. Rồi cảm ơn Vinh nhiều. Right, thank you so much. Okay, we will start the lesson today. Right, so can you read the name of the lesson? Con đọc tên bài cho cô được không? Can you read the name of the lesson? Woman in the red dress. Okay, so the woman in the red dress. What does it mean in Vietnamese? À, what does it mean in Vietnamese? Con hiểu cái câu đó trong tiếng Việt như thế nào? Hiểu cho tiếng Việt như nào? Cô gái làm sao? Váy váy đỏ. Đúng rồi, cô gái mặc váy màu đỏ. Okay, thank you. The woman in the red dress. Right. So today we are going to learn some words about clothes. Hôm nay chúng ta sẽ học một số từ về quần áo ha. Right. Okay. So we have four pictures on the screen. They are vocabulary, they are new words about clothes. Rồi chúng sẽ là những cái từ mới về quần áo. Vậy thì con có nhận ra được những cái từ mới này không nhỉ? Right. Number one, picture one. Do you know what is it? Do you know what is it? Yeah. Pants. Okay. Pants, or I can say it is something new. Rồi pants là đúng rồi này, nhưng mà cô còn một từ khác nữa cơ. Từ này, trousers. Con đọc cho cô đi. Trousers. Đúng rồi, trousers. Rồi, Vinh viết từ này xuống cho cô và nghĩa là quần tây cho cô nha. Trousers, đây có nghĩa là quần tây. Rồi, nhớ viết ngày tháng hôm nay vào. Nhớ viết ngày tháng hôm nay vào. Right, today is... What day is it? Today is February the 19th, right? Hôm nay là ngày 19 tháng 2. Rồi, khi viết bài thì con viết chữ này vào cho cô. Mình có hai cách gọi cho từ này. Mình có hai cách gọi từ này. Từ đầu Cách đầu tiên đó là chữ pants. Cách thứ hai đó là trouser. Vậy thì trong lúc ghi, Vân hãy ghi như vậy cho cô. Pants bằng trousers và bằng với quần tây. Được chưa?
À, đi chơi Vinh. Ok, thank you, good job. Rồi, Vinh đọc lại từ quần tây cho cô đi. Từ quần tây, cái từ màu đen này, đọc như thế nào? That's right, trousers, good job. Rồi, từ thứ hai, look at picture number two. What is it, Vinh? What is it? Number two, what is it? You put it around your neck. You put it around your neck. Con sẽ đeo cái này xung quanh cổ, đúng không? Right. When it's cold, you put it around your neck. Rồi khi trời lạnh thì con sẽ đeo cái này xung quanh cổ. Do you know what is it? Right. Có vẻ như con không biết nhỉ. Đây sẽ là từ gì đây? Scarf. Con đọc cho cô đi, scarf. Đúng rồi, scarf này có nghĩa là khăn choàng, được chưa? Right, so when it's cold, you put a scarf around your neck. Right, we have scarf có nghĩa là khăn choàng. Good job. Okay, one more time. Đọc lại từ khăn choàng cho cô nè. Scarf. Thank you. That's good. Now, next. Rồi, picture number three. The yellow clothing right here. Cái quần áo màu vàng đây. Vinh có nhận ra cái này là cái gì không nhỉ? What is in picture number three? A coat. That's right. Very good. It is a coat. Coat này là áo khoác nhưng mà phải là áo khoác dài nha Vinh nha. Right, a coat, it's very long. Còn có một từ nữa cũng có nghĩa là áo khoác, nó là jacket, nó ngắn hơn. Right, we have coat, áo khoác dài. Good job. Right, one more time, đọc lại từ áo khoác dài cho cô nào Vinh. Áo khoác dài cơ là coat nha, áo khoác dài mới là coat. Được chưa? Right, coat. Good job. Right. Picture number four. What is it? No, it's not a shirt. Rồi, tức là này nó không phải là một cái shirt ha. Cái này con sẽ mặc khi trời lạnh. Right. Picture number four. You will wear it when it's cold. Rồi. It's very thick. À, cái áo này nó cực kỳ dài luôn. Vậy thì áo này sẽ là áo gì đây Vinh? Áo mà con mặc vào trời lạnh nè. Xong rồi nó còn dày nữa. Con có đoán được là áo gì không? Rồi, đây sẽ là cái áo của mình cần mặc nè Vinh nè. Number four, it's a sweater. Rồi, Vinh đọc to lên theo cô là sweater. That's right, it's a sweater. Sweater ở đây sẽ là áo len, đúng không? Đó, trời lạnh thì mình sẽ mặc áo len hoặc là áo khoác. Được chưa? Con ghi xuống đi. Ghi xuống xong rồi đọc cho cô nhé. Rồi, ok, được chưa? Đọc lại từ áo len cho cô một lần nữa này. Áo len là sweater, thank you. Rồi, how about the four words? Và bốn từ trên màn hình luôn cho cô nha. Rồi, từ đầu tiên. That's right, trousers. Good job. Good. Từ thứ hai. Scarf, good. Next. Coat, good. And finally. Sweater, good job. Rồi hôm nay có những từ mới như trên, Vinh hãy nhớ cho cô nhé. Mình học những cái từ chỉ quần áo trước như thế. Right. Okay, now, Vinh ơi, we have a small activity for you. Cô có một cái hoạt động nhỏ cho Vinh như trên này nè.
Đầu tiên thì Vinh sẽ phải cầm cái con chỏ chuột lên, Vinh nhìn lên trên cái chỗ này cho cô coi đã nha. Rồi. Rồi cầm con chỏ chuột lên và nhìn lên trên chỗ này cho cô, có phải là con đang thấy có một cái ô màu xanh lá cây đúng không? Nhìn lên cái chỗ mà cô vừa mới khoan đỏ lên ấy. Rồi. Nào cô chỉ lại, nhìn lên trên khóc trên màn hình có phải là có một chỗ cô nó đang nằm trong cái khung này và nó màu xanh lá cây đúng không? Cô chưa xóa cái chỗ ấy, À rồi cô xóa rồi. Rồi, Vinh ơi bây giờ mình nhìn vô cái chỗ mà mực đỏ cho cô nè. Rồi, mực đỏ ở trên này con có thấy một cái khung nào màu xanh lá cây không? Một cái ô. Rồi ở góc trên màn hình đấy, góc trên màn hình con sẽ thấy có một dòng chữ nó đang là nằm trong cái ô màu xanh lá cây ấy. Ở góc trên màn hình con có thấy không? Có đúng không? Rồi con sẽ thấy một cái ký hiệu như vậy. Con sẽ thấy một cái ký hiệu đó là đi xuống cái mũi tên đi xuống cái ký hiệu hình chữ V như vậy nè. Đó, con bấm vào cái chữ V đấy. Con tìm cái chữ này cho cô. Đó. Con bấm vào cái chữ V đấy, con tìm cái chữ annotate này cho cô. Được chưa? ở trên này em chưa có. Rồi, ở trên này em không có thì có thể hôm sau cô sẽ nhờ mẹ hỗ trợ ha. Cô sẽ nhờ mẹ hỗ trợ. Còn bây giờ thì tạm thời chưa có cũng không sao. Rồi. Em không hiểu sao ở trên này không có chữ chơi giờ mà em nhìn thấy là như này luôn rồi. Có chữ trousers đấy nha, có chữ trousers. Rồi nếu mà mình không làm được bằng annotate thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Rồi bây giờ là Vinh đang nhìn thấy tất cả các cái vật dụng ở trên này đúng không? Đây là những cái là quần áo là các cái từ vựng về quần áo. Mình đã nhìn thấy những cái vật nào quần áo mà liên quan đến những cái từ được đánh số này chưa? Mình hãy nói cho cô biết nha. Từ số 1, scarf người ta đã khoan trước cho mình rồi. Từ số 2, cái áo này là gì đây Vinh? Number 2, what is it? Okay, sweater. So have you seen sweater? Do you see sweater? Con nhìn thấy cái sweater chưa? Rồi, con nhìn thấy cái sweater cho cô chưa? Rồi, ok, chưa thấy sweater. Rồi, cái thứ ba, cái này nó sẽ là gì đây? Number three, cái này sẽ là coat. Ok, đúng rồi. Đó là cái áo khoác dài đúng không? Số 4 thì em nhìn ra cái gì đấy? A bag, ok, thank you. Cái số 4 này là cái. Đó, con thấy cái nào? Rồi, thấy cả coat và bag luôn. Rồi, ở trên một hàng dọc. Vậy thì cô đánh số hàng dọc như sau. Một nè. One, two, three, four. Rồi, five. Được chưa? Six. Seven. Eight. Nine. Rồi, vậy thì con hãy nói cho cô biết nó đang nằm ở hàng dọc nào. Ok, cái hàng dọc nó không phải là line nha con nha, hàng dọc nó là row. Nhưng mà bây giờ con chỉ cần nói cho cô biết là hàng dọc số mấy bằng tiếng Việt cũng được. Rồi, hàng dọc số 2 đúng không? Hàng dọc số 2 chúng ta có hai từ đó là coat và bag. Cô đã nhìn ra rồi. Rồi, đây đúng không con? Coat này và bag, đúng không? Rồi, ok, mình kiểm tra tiếp nha. Coat và bag mình đã kiếm ra rồi nè, chính xác. Rồi, cái số 5 đang là cái gì đấy con? What is number 5? Hat. Good job. Rồi, bây giờ mình phải kiếm cái hat nha. Rồi, số 6 sẽ là cái? Shoe. Good job. Rồi, số 7 sẽ là? Số 7 sẽ là gì đây? No, số 7 áo sơ mi. Áo sơ mi thì mình sẽ viết là, vừa viết vừa đọc là shirt luôn cho cô nha. Shirt. Áo sơ mi. Rồi áo áo trắng mà con hay mặc đi học ấy, đó là shirt. Rồi và cuối cùng đôi này là đôi. What is it? Socks. Good job, socks. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm những từ còn lại cho cô nhé. Con đã kiếm ra chưa? Em kiếm ra được từ hát và chó rồi. Hat và sock rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ đánh dấu hàng ngang nha. Rồi A, B, C, rồi D, E, F, G, H. Rồi,
Rồi, khi mà con tìm được cái từ nào đó nó đang nằm ở hàng dọc nào thì con đọc số hàng dọc đó lên cho cô. Và hàng ngang nào thì con đọc cái chữ hàng ngang đó cho cô. Ví dụ như ở chữ scarf này, con thấy là đây là 1A. Đó, 1A tức là hàng dọc 1 nhưng mà ở cái hàng ngang A thì cô sẽ tìm nó dễ hơn. Được chưa? Rồi, vậy cái chữ H của con đang nằm ở hàng dọc nào và hàng ngang nào? Ok, con chỉ đọc một chữ đầu tiên cho cô là cô biết rồi, đó là G3 đúng không? Good job, G3. Ok, G3, 4, 5. Thank you. Good job. That is hat. Thank you. Good job. Tìm lẹ lắm. Rồi, so we found hat. So what next? What next? Con đã tìm được gì nữa rồi? Two. Can you say that again? Shoe in row number 5. Okay, shoe in row number 5. I see. Good job. Shoes, okay? Shoe. Rồi bởi vì có một chiếc giày thôi cho nên là mình khoanh đến đây là được. Shoe, good job. Mình đã tìm ra shoe rồi. Right. Rồi hàng dọc. Socks in row 4. Socks in row 4. I see. Socks này là một đôi cho nên là phải có S cuối cùng để chỉ số nhiều nha. Socks in row 4. Good job. Right, so we only have shirt and sweater left. Shirt in row 3. This is right here. Shirt, good job. And finally, only sweater. Where is it? Gần lắm luôn đó vị. Sweater is very close. Sweater, cái sweater nhìn rất dễ ra luôn. Rồi, cô đắn lại chữ sweater cho con để con nhớ nè. Sweater. Đây, chữ sweater đây ha. This is sweater. Right. Cách nhau khá là xa, khác nhau khá là xa. Nếu như cô nói là nó đang nằm trên một hàng dọc thì sao? Right, it's in a row, nó đang nằm trên một cái hàng dọc. Rồi, is it in a row? Not... I find. Okay. In row one. That's right. It's in row one right here. Sweater. Okay, good job. Yeah, cô bạn đánh hàng nhau nào trong một hàng dọc đó. Row one đó. Bình thường thì mình thấy là nó đã xuất hiện rồi thì mình sẽ không kiếm nữa. Nhưng mà lâu lâu nó có trùng một cái chữ cái. Và nó đang trùng chữ cái S đầu tiên với chữ Scott. Rồi, bây giờ mình sẽ hiện đáp án lên nhé. Hiện đáp án lên một lần nữa. Đây. Đúng rồi. Ở đây có cái trousers này đúng không? Nó đang dư ra thì cái này lát nữa mình sẽ tìm thêm ha. Coat nè. Rồi bag nè. Hat, shoe, shirt và socks. Được chưa? Mình có shirt là áo sơ mi, áo trắng mình hay mặc đi làm, đi học. Và cái số 8 này là socks, một đôi vớ. Good job. Rồi, xíu nữa mình sẽ quay lại cái bài này sau. Nhưng mà bây giờ thì mình đi tiếp cái đã. Rồi. Rồi, ok Vinh ơi, we have some question over here. Mình có một số cái câu hỏi ở đây. Con thử trả lời cho cô xem nhé. Câu số 1. Right, who's wearing a shirt today? Teacher or Vinh? Who's wearing a shirt today? Teacher or Vinh? Cô có giống như là đang mặc một cái shirt không? Yeah. No, I'm not wearing a shirt. I'm wearing a t-shirt. T-shirt là áo thun, được chưa? T-shirt áo thun. Áo thun thường nó sẽ ngắn hơn và cái vải nó mềm hơn. Còn shirt áo sơ mi sẽ là áo trắng con mặc đi học. Right. Are you wearing a shirt, Vinh? No. No, I am not. Okay, no, I am not. Rồi. Right, Vinh, are you wearing a sweater?
am not. Rồi hôm nay là không có ai mặc áo sơ mi, cũng không ai mặc áo áo len luôn nha. Right. Vinh, are you wearing socks? Yes, I am. Con để ý cho cô này, ở đây câu hỏi đang bắt đầu bằng động từ to be, thì khi kết thúc câu hỏi cũng phải có động từ to be nha. Are you wearing socks? One more time. Đúng rồi, yes, I am. Good job. Next, what color are your socks? Rồi, ok, bởi vì socks của con là có tới hai chiếc lận cho nên khi mà con trả lời về đôi tất của mình, con phải nói là they are black, được chưa? One more time, what color are your socks? Ok, they are black, good job. Right, have you got a coat with you today? Yes, I have. Ok, yes, I have, thank you. Right, then, what are your favorite clothes? Cái loại quần áo yêu thích của con là gì nhỉ? What are your favorite clothes? Sweater and coat. Thank you. Can you answer that in a full sentence? Mình thử trả lời bằng một câu đầy đủ cho cô xem sao. Rồi, con nói là con thích áo khoác dài và áo len. I like. That's right, very good. Rồi khi mà trả lời, con cố gắng trả lời bằng cái câu đầy đủ cho cô nhé. Có người trả lời là ai, người trả lời là con đúng không? Là ai? Sau đó là động từ, rồi là cái hành động con muốn nói là gì? Là like, rồi sau đó là mới tới những cái đối tượng được hỏi. Rồi what are your favorite clothes? I like sweater and clothes. Chính xác. Right. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị ghi chú cho cô nhé. Rồi. Cô sẽ vẽ một cái khung ở trên này và Vinh sẽ ghi chú cho cô trong này nè. Cái phần tiếng Anh thì Vinh chưa ghi vội, Vinh ghi trọng những gì cô ghi trên màn hình cái đã. Rồi, gạch đầu dòng đầu tiên. Thì lấy ghi chú cho cô này. Chúng ta dùng pair of đấy, để nói về các vật dụng đi theo cặp. Đấy. Được chưa? Example là ví dụ. A pair of shoes.
Rồi con đã ghi xong chưa? Are you done? Con ghi tất cả những cái gì ở trong cái khung màu đỏ này cho cô nhé. Những chữ màu xanh trên màn hình là con ghi hết cho cô. Rồi, bên đã viết xong chưa? Xong cái khung đỏ thôi nhé, mình viết trong khung đỏ thôi.
Rồi, không xong chưa? Rồi, chỉnh cái micro, con kéo micro xuống để sát lại miệng cho cô nhé Vinh nhé. Chỉnh cái micro kéo sát lại vô miệng. Rồi, cảm ơn Vinh nhé. Rồi, ok. Chỗ này thì cô đang lưu ý cho con điều gì? Đó là đối với những vật mà đi theo cặp này, đi theo đôi, hoặc là mình sẽ phải sử dụng hai cái bộ phận trên cơ thể để mặc chúng, để đeo chúng, thì mình cần có một cái cụm từ đi trước, đó là a pair, mang nghĩa là một cặp hay là một đôi gì đấy, được chưa? Ví dụ như mình có một đôi giày là a pair of shoes đó. Còn đối với những cái từ, những cái vật đấy mà mình cần phải mặc bằng hai chân này đó, hay là đeo bằng hai mắt, thì mình cứ nói đơn giản thôi, tên tiếng Việt của nó, không cần phải dịch cái chữ a pair of ra làm gì. Nhưng mà ví dụ như là shoes này, nó đi một đôi thì phải là a pair of shoes cho cô nha. Được chưa? Rồi, mình hiểu a pair of shoes là một đôi giày. Ở đây là a pair of trousers là một cái quần tây có hai ống. Được không Vinh? Hiểu chưa? Rồi, vậy nhớ là những cái gì mà đi theo đôi, theo cặp thì mình sẽ phải xài a pair of đi trước nó. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình thử cái mức độ hiểu biết của Vinh nè. Rồi. Rồi Vinh ơi, bây giờ mình đang có những cái từ như sau ở trong năm cái ô màu mè này, mình quay lại cái bảng hồi nãy. Quay lại cái bảng hồi nãy mình có năm cái ô màu mè này đang chứa năm từ. Vinh hãy giúp cô tìm tiếp coi chỗ nào nó đang chứa năm cái từ này nhé. Rồi chỗ nào nó đang chứa năm cái từ này cô sẽ ghi lại là đánh số những cái hàng cho con. 1 2 3 4 5. I found my brother at Line, từ từ cô nhìn thấy chữ trouser rồi đúng không? Cái chỗ này nó sẽ là A nè đó. Chỗ này là chữ H nè. Vậy thì hồi nãy con sẽ theo cái hồi nãy cô chỉ, đó là con sẽ nói là begin at age 2 đúng không? Hai age 2 nó sẽ ngay đây. Trousers, good job. Rồi, vậy hãy tìm cho cô chữ tiếp theo. T-shirt, skirt, glasses or dress. Line 6. Can you say that again? The t-shirt in the row 8. Ok, in row 8. Thank you. Hôm nay âm thanh của Vinh hơi nhỏ cho nên là cô hơi khó nghe. Thank you. T-shirt in row 8. That's good. Right, what next? What next? The word skirt. Where is skirt? Skirt is in the row 7. Row 7. Skirt. Okay, I found it. Thank you. Right. And next, glasses. Glasses is in the row 6. Okay, row number 6 is glasses. Good job, glasses. Rồi, dress. Where is dress? Yeah, dress is very easy to find. Dress is in the row 9. Good job in row 9. That is dress. Good job. Rồi mình đã tìm hết rồi ha. Ok, mình có một lưu ý cho cô, đó là con thấy chữ trousers không? Ở đây người ta đang ghi trong ngoặc, đó là a pair of trousers, một cái quần có hai ống. Rồi, và glasses cũng vậy. Glasses ở đây chính là cái mắt kiếng. Mắt kiếng thì mình có hai Ôi chồng. sao ơi, tôi cầm vào chữ cuối cùng. Ôi sao ơi, chỗ đuôi như từ glasses mà chỗ này cô lại cho tôi cận hai chữ S thế hả cô? Ôi, cô khoan dư đây, cô khoan dư đấy, nó chỉ có một chữ S thôi mà. Đây, glasses là đó, đây là hết rồi, cô xin lỗi. Đó, cô bị khoan dư rồi. Tới đây thôi nhá. Right, thank you for telling me. Rồi, nhớ cho cô là trong cái ghi chú mình đã ghi rõ rồi là những cái gì đi theo đôi, theo cặp hay là sử dụng hai cái bộ phận trên cơ thể để mặc, để đeo. Mình sẽ phải kết hợp với chữ a pair. Rồi, bây giờ mình quay đến phần tiếp theo. Right, ok, bây giờ cô đang có những cái mô tả về những cái trang loại trang phục quần áo trên màn hình đây. Vinh hãy
tìm và đoán cho cô, xem như suy nghĩ và đoán cho cô là cô đang muốn nói đến từ nào. Ví dụ như đầu tiên, in cold weather, you can wear this around your neck. Đây chính là cái khăn choàng đúng không? A scarf. Rồi, nhưng mà bây giờ từ thứ hai thì sao? This is like a very long jacket, which you can wear outside. A very long jacket. What is it? Sweater. No, sweater is not long. Sweater is short and it's thick. Sweater nó rất là dày, nó rất là mềm cơ, nhưng mà còn cái này là long jacket. Con xem lại những cái từ mà hôm nay mình đã học có từ nào nào. It's a coat. It's a coat. Good job. Từ thứ hai. It's a coat. Đó, thank you. Good. Number three, you can wear these on your feet inside your shoes. What are they? Socks, một đôi. Socks lúc nào cũng đi một đôi thì con đọc số nhiều cho con. Good job, a pair of socks. Right, good. Okay, number four, people can put their things into this and then carry it. A bag. Good. Right. A pair of these can help someone to read a book. Glasses. Oh, I showed the answer already. Sorry. A pair of glasses. Cô tự dưng cho chị đáp án cho Vinh luôn rồi. Right. Sorry. Rồi. Tiếp theo ở đây mình học về gì đây Vinh? Mình học về can và can't. Can và can't. Can mình dùng can để mình nói về những việc mình có thể làm. Thì chờ mình dùng để nói về những việc mình có thể làm. Trong khi đó, can't có đuôi T ở cuối, mình dùng để nói về những việc mình không thể làm. Đó. Rồi, bây giờ Vinh hãy nói cho cô hai việc mà Vinh có thể làm đi Vinh. Say two things you can do. I can read a book. Good. Two. I can play. Con có thể chơi gì nhỉ? I can play tennis. That's right. I can play tennis. Good job. Rồi. Chị can này vẫn phát âm rất là đúng. Rồi. Đấy là em không biết chơi thôi. Đấy em không biết chơi thôi. Ý Vinh nói là đấy là ví dụ thôi chứ gì, chứ thực ra thì Vinh không biết chơi đúng không? Đó, ví dụ thôi chứ ngoài đời thì không biết chơi đâu. Rồi, ok. Thứ hai, bây giờ là can't. Hai việc mà Vinh không thể làm. Rồi, nhớ phát âm âm T đầy đủ cho cô nha. Hai việc Vinh không thể làm. Two things you can't do. What are they? Can you swim? Yes, I can. Oh, yes, you can swim. So can you sing? No, I can't. Okay, so you can't sing. That's one thing you cannot do. Đó là một việc con không thể làm. Vậy thì con nói lại đi, con không thể hát thì mình nói như thế nào nhỉ? I can't sing. Okay, remember can't, there's a T at the end, có chữ T ở cuối, cố gắng phát âm to rõ ràng nha. I can't sing. Good. Rồi, what else? Một câu nữa. What else can you do? Can you cook, Vinh? Can you cook? I can't cook. Can't. Có đưa tê cô đâu. I can't cook. Đọc lại cho cô đi. I can't cook. Âm tê ở giữa cho cô. I can't cook. Okay, thank you. Đọc to như vậy thì mới tốt nha. Rồi, vậy thì nhắc lại, can là sử dụng để nói về những việc mình có thể làm, còn can't nói về những việc mình không thể làm. Đó, như Vinh đã đưa ra ví dụ rồi, rất là tốt. Rồi, ok, bây giờ mình nhìn lên trên màn hình này, Vinh mình bỏ tay xuống nha, bỏ tay xuống, mình tập trung nhìn lên màn hình cho cô. Rồi, mình đang có cái gì đây? Mình đang có là top half, tức là nửa trên của người mình. Bottom half là nửa dưới của người mình.
top and bottom half là cả trên cả dưới, tức là cả một người luôn á. Đó. Vậy thì bây giờ mình đang thấy là người này người ta đang đeo cái khăn choàng ở nửa trên của người đúng không? Đó thì mình viết chữ scarf vào nửa trên của người, top half. Một đôi tất, một đôi vớ thì mình đang mặc cái tất vớ này ở phía, ở hai cái chân mà nó là ở nửa dưới của người mình thì mình ghi a pair of socks vào. Cái coat, cái áo khoác dài nó dài từ người trên xuống người dưới luôn cho nên mình phải điền vào cái ô thứ ba. Đó. Vậy thì bây giờ mình còn những từ nào đây? Từ từ. Rồi, bây giờ thì Vinh thử nghĩ coi, Vinh thử nghĩ coi là bây giờ mình sẽ mặc những cái gì ở nửa trên của người mình. Right, try to think what will we wear on the top half? A hat. A hat. Okay, good. Hat. What else? A bag. A bag. Good job. Right, what else? Những cái áo thì sao? Áo thì chắc chắn là phải mặc trên này đúng không nhỉ? Right, we have shirt or t-shirt. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Mask. Mask. Okay, good, good, good. What else? What else? What you're wearing? What you're wearing? That's a coat, right? Đó là cái coat thì nó nằm ở ở giữa rồi. Okay. Right. So what are No. Rồi có một từ mà mình vừa mới học ngày hôm nay luôn, mình mặc nó khi trời lạnh, đó là áo gì nhỉ Vinh nhỉ? Sweater. That's right, sweater. Thank you. Okay, rồi mình cùng xem nhé. Ở cái ô đầu tiên thì người ta đang điền những chữ gì đây? Đây, mình có glasses, mình không để ý đến glasses nào, nhưng mà mình có cái mask, rất là hay. Hat, sweater, shirt and t-shirt. Rồi. Okay, so what about your bottom half? What will you wear on the bottom half? A pants. Okay. Rồi, con nhớ không? Pants này là cái quần có hai ống đúng không? Thì mình không thể nói là a pants được. Phải nói là a pair of pants. Pair of pants. Đúng rồi, a pair of pants. Rồi, a pair of socks. Ok, a pair of socks, rồi a sock đã có trên rồi, bây giờ mình có shoes hồi nãy con nói. Rồi, đúng rồi, a pair of pants, a pair of shoes, rồi, đúng xác. Vậy thì con thử nhớ coi là các bạn nữ ấy, khi mà đi học thì sẽ mặc cái gì nhỉ con nhỉ? Các bạn nữ đi học thì sẽ mặc? Skirt. Skirt, that's right, đúng rồi, mặc ở nửa dưới thôi thì sẽ là skirt. Rồi, good job. Rồi, mình cùng tham khảo xem đúng chưa nhé. Ngoài ra thì mình còn có những cái vật ví dụ như là thắt lưng này, đúng không, thắt lưng. Rồi có gì nữa ta, quần quần đùi, quần ngắn đó thì mình vẫn có thể thêm vào đây được nha. Nè, shoes, skirt, trousers, good. Rồi, vậy thì những cái bạn nữ thường mặc cái gì mà nó dài từ người trên xuống người dưới luôn vậy con? A dress. A dress, chính xác rồi. Mình có a dress, that's right, good. Rồi. Nhớ cho cô nhé, quần áo thì mình chia ra làm ba cái loại mà mình mặc ở người trên nè, người dưới hoặc là mặc từ thân trên xuống thân dưới luôn. Đó. Good job. Right, okay. Right, so can you help me find these people? Bây giờ Vinh sẽ giúp cô tìm những người ở trên màn hình nhé, những người mà đang có cái câu mô tả bằng tiếng Anh đây. Right. Can you find the man with a beard? Ôi, sao có cái gì mà nói cái này? À, cái này là hình vẽ sẵn đấy, hình vẽ sẵn để nó làm cho bài sau. Vì cái hình vẽ sẵn này nó sẽ giúp ích cho bài sau. Bây giờ thì con đừng có quan tâm đến cái đường kẻ đấy làm gì. Bây giờ con hãy giúp cô tìm cái người mà đang có mô tả ở đây thôi. Can you find the man with a beard? Yeah. Okay, mà nếu như mà cô hỏi như vậy. Okay, he's near the tree. Đúng rồi, he's near the tree. What is he wearing? He's wearing a red coat. Okay, he's wearing a red coat. Good job. Okay, right. So, can you find the girl with short brown hair? Where is she? The girl with short brown hair. Where is she? Yellow and white shirt.
She's wearing yellow and white shirt. Yellow and white shirt hả? Rồi, đây là short brown hair, tóc ngắn này, màu nâu nè. Tóc ngắn màu nâu thì cô đang thấy có một cái cô này đang mặc áo màu đỏ mà. Cô đang thấy cái cô này đang mặc áo màu đỏ mà đúng không? Cái váy màu đỏ. Red and yellow dress. Nếu như mà con bảo là white and yellow shirt thì bạn này đang là tóc màu cam. She has orange hair. Được chưa? Right. Right. She's under the tree. She's wearing a red and yellow dress. Like the girl with short and brown hair. Next. The boy who's wearing a pair of glasses. What is he doing? Football. Right, he's playing football. What is he wearing? Wearing a white thun. Shirt. Okay, white t-shirt. Mới đúng nha, t-shirt là áo thun. Đó, còn áo sơ mi là shirt. He's wearing a white t-shirt. Good job. Right. The tall girl who's roller skating. What is she wearing? She wear a purple skirt. Ah, okay. She's wearing a purple skirt. Good job. She's wearing a purple skirt. Right? The girl with the long red hair. What is she doing? She is cycling, hoặc là she is riding her bicycle. She is riding her bicycle. That's right. Okay, được chưa? She's riding her bicycle. Next. The girl in the purple skirt and t-shirt, right? She is roller skating. Rồi, cái này nó trùng với câu trên rồi. Okay. Right, final question. Where's the woman in the red dress? What is she sitting on? Under the tree. Okay, she's sitting under the tree. Good job. Right. Okay, bây giờ cũng những cái bức hình này. Cũng những cái bức hình này và bây giờ những cái người này đã có tên rồi. Anne, Fred, John, Peter, Lucy, Jane và Tom. Bây giờ mình sẽ cùng nghe để tìm coi những cái người này đang ở đâu nha. Rồi, Vinh đợi cô chút xíu, cái bài nghe của cô nó bay đi đâu ấy. Right, please wait a moment. Rồi, ok, now you check the sound for me. Bây giờ con kiểm tra xem con có nghe được gì không nhé. Cô bấm ba nghe nè. Five F, the woman in the red dress. Rồi, con có nghe thấy gì không? Ok, nghe thấy rồi ha, chuẩn bị làm nè. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Hello, Grandma. Look at this picture in my storybook. Wow. Who are all these people? Well, the boy who's wearing glasses is called Peter. I like his white t-shirt. Me too. He's really good at football. Rồi đó là câu đầu tiên, cũng là câu mẫu cho mình. Bạn này là bạn Peter đang mặc áo trắng và chơi football ha. Rồi nghe tiếp. Can you see the line? This is an example. À, vừa rồi là ví dụ. Now you listen and draw lines. One. Who's that girl? The one who's eating an ice cream. The small girl on the green seat. Yes. She looks happy. Well, it's her birthday. Her name's Anne. She's two now. Rồi, con vừa rồi nghe thấy tên thì nhỉ? What did you just hear? Anne. So where is Anne? Who is Anne? Under the tall,
Okay, the girl under the tree is Anne. What is she wearing? She is wearing red skirt. Red skirt. Red skirt. Rồi con nói là bạn Anne sẽ là cái cô màu này đúng không? Cô mặc áo đỏ này. Is that right? Right. Okay, mình nghe tiếp. Two. And there's John. Which boy is that? He's the one with three eyes and four feet. What? Oh, do you mean the monster? That's right. He looks like an alien. Yes, he does. Right. What name you just hear? Con cái tên nào con vừa nghe thế? John. Okay, so he's what? Saying the monster has four feet. Ah, okay. The name of the monster that has four feet. Okay, right. John is the monster with four feet. How many eyes does John have? Three. Okay, he has three eyes. Good job. That's John. Rồi, tiếp theo. Three. What about that man? The one with the beard. Who's he? He's one of the boy's grandfathers. He's watching the game. What's his name? Tom. Everyone in the story likes him because he's very funny. Right. What name you just hear? Tom. Tom. So where is Tom? Who is Tom? The grandpa wears the red coat. Ah, okay, the grandpa. He's watching. That's right. He's watching the football game. That's right. Tom, right here. Good job. Okay, next. Four. Two girls are skating. Can you see them? Where? Oh, yes. Are they sisters? No. One of them is called Jane. Which one? The one wearing the hat. She's got long blonde hair. Look! Right, what name did you just hear? Con vừa. Jane. So who? Who is Jane? The girl with? Oh, there are two girls. Right, there are two girls who are roller skating. Có tới hai bạn nữ đang trượt patin cơ. Bạn nào con nhỉ? Long hair or short hair? Long hair. Okay, Jane has long hair. Huh? Jane has long hair, so this is Jane. Rồi, Jane có tóc dài, đây sẽ là Jane. Rồi, mình đi tiếp. Five. And look at Lucy. What's she doing? She's riding her bike. She loves doing that. Is she the girl in the pretty pink skirt? Yes, Grandma. That's right. Okay, so what is Lucy wearing? A pink skirt. Lucy is wearing a pink skirt. Được chưa? Lucy is wearing a pink skirt. Rồi, bây giờ mình cùng kiểm tra lại đáp án của Vinh nghe lần này nhé. Đầu tiên là mình sẽ nghe ra cái tên đó là Anne. Hả? Red hả? Đâu cô không? Đó là pink các con. Pink skirt. Fred, cô hiểu rồi, hiểu câu hỏi của con rồi. Tức là trong những dạng bài như vậy, lúc nào cũng sẽ có một cái tên mà không bao giờ được nhắc đến, được chưa? Trong cái bài này sẽ luôn luôn có một cái tên không được nhắc đến, cho nên là bài này Fred là cái tên dư thừa ra, mình không cần tìm Fred làm gì nữa.
Được chưa? Trong bài người ta nhắc đến tên ai, tên nào thì con nhớ cho cô có một cái tên không được nhắc đến là Fred. Rồi, người đầu tiên của cái bài này được nói tên đó là Anne. Và câu này Vinh đang sai bởi vì Vinh đang thấy là cái cô nào đó ngồi dưới gốc cây, tưởng cô ấy là Anne nhưng không phải. Câu này người ta đang mô tả một cái cô gái rất là nhỏ, một cái em bé nhỏ mới có 2 tuổi thôi đang ăn kem mới này lúc tên mới tên là Anne này. Được chưa? Con lộn rồi. Ok. Rồi, người thứ hai đó là John. John thì là he's a monster. Good job. John is a monster. Okay, right. Next person is Tom. Mr. Tom is very old. He has a beard and is watching the football game. Right, next we have Jane. Jane has long hair and is roller skating. Right? Next we have Lucy. Lucy is wearing a pink skirt and she's riding her bicycle. Right, khá dễ ha. Right, okay. Vinh, please answer yes or no. Please answer yes or no for each sentence. Con sẽ trả lời có hay không đối với mỗi câu trên màn hình cho cô nha. A man with a beard is reading a funny book. Yes or no? No, okay. Right, so what is he doing? Okay, he's watching the football game. Good job. Rồi, three people are eating chocolate ice cream. No, okay, so how many people are eating ice cream? Okay, only two are eating ice cream. Good job. Right, the black and white football is on the ground. The black and white football is on the ground. No. Yes. Yes, do you think it's yes? Okay, my answer is no. Câu trả lời của cô là không cơ. Rồi, cái black and white football, cái quả bóng đá mà màu đen và màu trắng có phải nó ở đây không Vinh? Is it on the ground? Nó có ở trên mặt đất không? Không, các bạn ấy đang đá nó lên không trung mà. It's in the air. Right. Four. There is a small blue and white chair next to the green seat. Is it yes or no? No. Yes, okay, yes chứ. Trời ơi, xem đi nữa là sai rồi. Rồi, con dịch, can you tell me this sentence in Vietnamese? Con nói câu này cho cô bằng tiếng Việt đi để cô hiểu, để cô xem con có hiểu không nè. Một cái ghế màu xanh dương, một cái ghế nhỏ có màu xanh dương và màu trắng ở cạnh cái ghế. Cạnh cái chỗ ngồi, cái seat này là cái chỗ ngồi đây, cái seat này là cái chỗ ngồi hoặc là cái ghế dài đó, được chưa? Rồi có một cái ghế nhỏ màu xanh dương và màu trắng bên cạnh cái ghế dài màu xanh lá cây. Rồi, number five. The girl in purple skirt has got straight black hair. Yes or Yes or no? No, okay. So what type of hair does she have? Con có đoán được là type of hair does she have không? Can you guess what type of hair does she have? No, okay, it's okay. Cái kiểu tóc này nhờ, cái cô họa sĩ này vẽ hơi bị lạ cho nên là mình cũng không biết được đây là kiểu gì luôn. Right. Vinh, only one boy is wearing a pair of glasses. Yes or no? Okay, yes, thank you. Con hãy nói cái câu đó sang tiếng Việt cho cô xem nè. Có một bạn trai ơi. Đúng rồi, ở đây có chữ only có nghĩa là duy nhất đúng không? Duy nhất một bạn trai đang đeo kính, được chưa? Rồi, duy nhất một bạn trai đang đeo kính thôi nào, đừng có nghịch cả tai nghe nữa, tội nghiệp cái tai nghe ghê. Rồi.
Ok, rồi hôm nay mình đã học xong bài của mình rồi. Mình ơi, hôm nay mình đã học xong bài của mình rồi. Right, còn cái phần này thì là chỉ phần nói thôi. Và nói hồi nãy mình cũng đã nói một hai câu rồi liên quan rồi. Mình có thể kết thúc bài học ở đây được rồi. Right, tóm gọn lại thì hôm nay mình học về bài số 5. Hỏi bài số 5 này mình học về cái cách mà mô tả người ta đang mặc cái loại quần áo gì bằng cách thêm vào những cái từ vựng quần áo mình vừa mới học trên đây. Ngoài ra thì mình còn học về cái điểm quan trọng đó là sử dụng a pair of để nói về những cái gì đang đi theo, theo đôi, theo cặp. Được chưa? Right. Thank you so much. I will see you again tomorrow. À, Vinh ơi, cô hỏi một chút xíu là ngày mai mình có thể học từ 8 giờ cho tới 9 giờ được không nhỉ? Cô hỏi thì lấy làm gì ạ bố? À, tại vì hôm ngày mai từ lúc mà 10 giờ đến 11 giờ cô có việc ấy, thì cô muốn hỏi con là con học từ lúc con có dậy được lúc sớm để học từ 8 giờ đến 9 giờ không? Ngày nghỉ như thế này ấy, thì trong trường rồi nghỉ dậy 8 giờ hơn qua nhưng mà em thấy như thế không được. À, tức là không học, tức là cũng không học được cả hả Vinh hả? Ngày ở cuối tuần thì lúc đấy là giờ em đang ăn sáng rồi. À, là giờ đang ăn sáng rồi hả? Rồi vậy để cô Thì coi coi. đến 10 giờ có được không cô? 9 giờ đến 10 giờ thì cô lại đang bận rồi cho nên là cái buổi ngày mai thì có thể cô sẽ hỏi lại mẹ nhá. Cô sẽ gọi lại mẹ, sau đó là mẹ sẽ nói cho Vinh ha. Rồi ok, cảm ơn Vinh nhiều. Rồi. Ok, see you. Bye, teacher. Yay.